Cô chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Trong những tuần vừa qua, thầy cô đã ôn tập cho các em khá nhiều kiến thức. Ở môn tiếng Việt, cô cũng ôn tập cho các em về câu đơn, câu ghép, cách phân biệt âm vần để viết chính tả cho đúng. Trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ ôn tập cho các em về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa các em nhé. Trước khi vào tiết học, các em cần chuẩn bị cho cô những dụng cụ sau: vở ghi chép, bút, thước kẻ, sách tiếng Việt 5 tập 1. Các em đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu vào tiết học nhé. Tiết học ngày hôm nay của chúng ta gồm có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, khái niệm về từ đồng nghĩa. Nội dung thứ hai, khái niệm từ trái nghĩa. Nội dung thứ ba, vận dụng thực hành các bài tập liên quan. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, từ đồng nghĩa các em nhé. Vậy, đầu tiên các em phải nắm chắc cho cô khái niệm về từ đồng nghĩa. Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Các em lưu ý cho cô ở đây ý nghĩa của từ giống nhau hoặc gần giống nhau các em nhé. Và các em học thuộc lòng, ghi nhớ để chúng ta vận dụng làm các bài tập. Cô có những cái ví dụ về từ đồng nghĩa: chăm chỉ đồng nghĩa với siêng năng, lóng lánh đồng nghĩa với lấp lánh, gầy đồng nghĩa với ốm, to đồng nghĩa với lớn, nhỏ đồng nghĩa với bé, xinh đồng nghĩa với đẹp. Ngoài ra các em có thể tìm thêm nhiều cặp từ đồng nghĩa khác nhé. Vậy, dựa vào khái niệm từ đồng nghĩa, ta có thể phân ra làm hai loại. Thứ nhất, từ có nghĩa giống nhau. Thứ hai, từ có nghĩa gần giống nhau. Từ có nghĩa giống nhau, ta gọi là từ đồng nghĩa hoàn toàn, hay gọi là đồng nghĩa tuyệt đối. Từ có nghĩa gần giống nhau, ta gọi là từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Vậy bây giờ cô và các em sẽ tìm hiểu về từ đồng nghĩa hoàn toàn. Cô có ví dụ: bố đồng nghĩa với ba, mẹ đồng nghĩa với má. Từ bố, từ ba, từ mẹ, từ má đều chỉ những người sinh ra mình, nhưng ở đây là cách gọi theo từng vùng miền mà thôi. Người Bắc thì gọi là bố mẹ, người Nam gọi là ba má, họ gọi là tía và má. Ngoài ra, còn từ lợn và từ heo cũng là từ đồng nghĩa. Lợn và heo cùng chỉ về một con vật, nhưng người Bắc thì gọi là con lợn và người Nam thì lại gọi là con heo các em nhé. Vậy, từ đồng nghĩa hoàn toàn ta có thể thay thế cho nhau khi nói và viết mà không ảnh hưởng đến nghĩa của câu hay sắc thái biểu lộ tình cảm. Các em nhớ cho cô, từ đồng nghĩa mình có thể thay thế được trong các văn cảnh. Cô có ví dụ: xe lửa chạy vun vút trên đường ray. Trong câu này, cô có từ xe lửa. Vậy, từ xe lửa mình có thể thay thế được bằng từ tàu hỏa. Khi cô thay thế từ tàu hỏa vào từ xe lửa thì nghĩa của câu văn vẫn không thay đổi. Tàu hỏa chạy vun vút trên đường ray. Ví dụ thứ hai, bạn Hoa siêng năng trong học tập. Trong câu này, từ siêng năng mình có thể thay thế được từ nào các em? Từ siêng năng cô có thể thay thế được bằng từ chăm chỉ. Bạn Hoa chăm chỉ trong học tập. Vậy vẫn bảo đảm được cái nghĩa của câu văn này.
chúng ta đã vừa ôn lại về từ đồng nghĩa hoàn toàn. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sang từ đồng nghĩa không hoàn toàn các em nhé. Cô có những ví dụ mang, khiêng, vác, đeo, sách. Đây là những từ đồng nghĩa không hoàn toàn, biểu thị những cách thức hành động khác nhau. Hay ăn, xơi, chén. Đây cũng là những từ đồng nghĩa không hoàn toàn, biểu thị thái độ, tình cảm khác nhau đối với người đối thoại hoặc điều được nói đến. Vậy các em thấy những từ đồng nghĩa không hoàn toàn thì nó có thể thay thế được cho nhau như từ đồng nghĩa hoàn toàn hay không? Các em cần lưu ý cho cô, khi sử dụng từ đồng nghĩa không hoàn toàn thì phải lưu ý vì chúng chỉ có một nét nghĩa chung và lại mang những sắc thái khác nhau. Khi nói hoặc viết, cần phải có sự lựa chọn sao cho phù hợp với từng văn cảnh. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng ví dụ các em nhé. Cô có câu, bọn giặc chết phơi xác ngổn ngang. Câu tiếp theo, ông tôi đã khuất bóng từ lâu. Câu thứ ba, mẹ tôi qua đời khi tôi tròn 6 tuổi. Vậy các em thử tìm xem cho cô, trong ba câu này có từ nào là từ đồng nghĩa? Chúng ta thấy trong ba câu này có từ chết, từ khuất và từ qua đời là những từ đồng nghĩa. Nhưng các em thử xem những từ này nếu mình thay thế cho nhau có được hay không? À, chắc chắn là không được rồi các em. Bởi vì những từ này là những từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Do vậy, ta không thể thay thế vào trong từng trường hợp được. Nó không phù hợp với ngữ cảnh các em nhé. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu sang ví dụ lá cờ đỏ thắm tung bay trong gió. Trong câu này, cô có từ đỏ thắm. Các em thử thay thế cho cô từ đỏ thắm bằng từ đỏ ối có được không? À, chắc chắn là không được rồi. Bởi vì nếu ta thay từ đỏ ối vào từ đỏ thắm thì cái sắc thái, cái màu sắc của lá cờ nó sẽ không còn giống như ở câu văn trước nữa. Vậy từ đỏ thắm và từ đỏ ối là hai từ đồng nghĩa không hoàn toàn nên nó không thể thay thế cho nhau trong cái văn cảnh này các em ạ. Câu tiếp theo, Lan đeo chiếc cặp trên vai. Trong câu này có từ đeo. Vậy từ đeo có thay thế được bằng từ vác không nhỉ các em? À, chúng ta không thể thay thế được. Bởi vì nếu ta thay thế từ vác vào từ đeo thì nó không còn đảm bảo được cái ngữ cảnh của cái câu văn này các em nhé. Nó không phù hợp. Tiếp theo cô có câu, sáng nay mẹ mang biếu bà nội một giỏ trái cây. Từ biếu ở đây ta cũng không thể thay thế bằng từ tặng và từ cho. Từ biếu là thể hiện người nhỏ biếu người lớn tuổi. Còn tặng ở đây là chỉ cái quan hệ ngang hàng, bạn bè mình tặng nhau. Thế còn từ cho? Từ cho là người lớn tuổi cho người nhỏ tuổi. Vậy trong cái câu văn này chúng ta chỉ sử dụng từ biếu mà thôi. Mình không thể sử dụng được bằng từ tặng và từ cho các em nhé. Vậy vừa rồi cô và các em đã tìm hiểu về từ đồng nghĩa. Chúng ta sẽ tiếp tục sang từ trái nghĩa. Cũng như từ đồng nghĩa, các em cần nhớ lại cho cô khái niệm về từ trái nghĩa nào. Vậy từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Các em lưu ý cho cô ở đây, nghĩa của từ trái ngược nhau nha các em. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các ví dụ.
Cô có cặp từ chết trái nghĩa với sống, xấu trái nghĩa với đẹp, đen trái nghĩa với trắng, ra trái nghĩa với vào, trên trái nghĩa với dưới, no trái nghĩa với đói, yêu trái nghĩa với ghét, trước trái nghĩa với sau, chua trái nghĩa với ngọt, phải trái nghĩa với trái. Vậy các em có thể tìm thêm những cặp từ trái nghĩa khác đi. Ngoài ra chúng ta còn có những cặp từ trái nghĩa tả hình dáng. Ví dụ như cao trái nghĩa với thấp, hay béo với gầy, vạm vỡ với gầy còm, lùn tìn tịt với cao lênh khênh. Ngoài những cặp từ trái nghĩa tả hình dáng, ta còn có những cặp từ trái nghĩa tả hành động. Ví dụ như ngủ và thức, học, chơi, cười, khóc, quỳ, đứng. Tiếp theo ta còn có những cặp từ trái nghĩa tả trạng thái nữa các em. Ví dụ như cởi mở, trái nghĩa với kín đáo, vội vã, trái nghĩa với từ tốn, nhanh nhẹn, trái nghĩa với chậm chạp. Những cặp từ trái nghĩa tả phẩm chất như cần cù, trái nghĩa với lười biếng, hiền lành, trái nghĩa với độc ác, ngăn nắp với bừa bộn. Vậy các em thấy là có rất nhiều cặp từ trái nghĩa. Trong chương trình tập làm văn lớp 5, các em đã được học về văn tả người. Vậy các em có thể sử dụng những cái cặp từ trái nghĩa về tả hình dáng, tả phẩm chất, tả trạng thái để chúng ta đưa vào bài văn của chúng ta, để câu văn nó có sự đối lập, làm rõ ý thêm và ý văn nó được phong phú hơn các em nhé. Vậy từ trái nghĩa nó có tác dụng như thế nào đây? Cách dùng từ trái nghĩa luôn tạo ra sự tương phản trong câu. Từ trái nghĩa có tác dụng làm nổi bật sự vật, sự việc, hoạt động, trạng thái đối lập nhau. Chúng ta tìm hiểu sang một ví dụ. Cô có hai câu thơ của nhà thơ Dương Hương Ly. Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam. Vậy các em thử tìm cho cô xem trong hai câu thơ này có cặp từ nào là cặp từ trái nghĩa. Vậy trong hai câu thơ này có cặp từ tối và sáng là cặp từ trái nghĩa. Nhà thơ đã đặt cặp từ tối và sáng để làm nổi bật sự vật và có sự tương phản nhau nha các em. Tiếp theo, ta có câu tục ngữ đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Trong câu tục ngữ này, chúng ta thấy có hai cặp từ trái nghĩa, từ đoàn kết và chia rẽ, sống và chết. Tiếp theo, câu tục ngữ chết vinh còn hơn sống nhục. Các em tìm cho cô trong câu tục ngữ này những cặp từ nào là cặp từ trái nghĩa. Trong câu này có từ chết trái nghĩa với từ sống, từ vinh trái nghĩa với từ nhục. Các em thấy vinh ở đây là được tôn trọng, được đề cao, còn nhục ở đây là bị khinh bỉ. Vậy cặp từ trái nghĩa vinh nhục đã nêu bật cái quan niệm sống của người Việt Nam ta, thà chết mà được tiếng thơm còn hơn sống bị người đời khinh bỉ. Các em lưu ý cho cô, không phải một từ trái nghĩa thì chỉ có một từ trái nghĩa đâu các em, mà có thể một từ có thể có nhiều từ trái nghĩa các em nhé. Cô có từ
từ nhạt. Trái nghĩa với nó là mặn. Vậy nhạt và mặn là chỉ độ nhạt mặn của muối. Nhạt, trái nghĩa với ngọt. Vậy nhạt và ngọt là chỉ độ ngọt của đường. Nhạt, trái nghĩa với đậm. Đây là chỉ về màu sắc các em. Cái áo có màu nhạt và cái áo có màu đậm. Vậy chúng ta thấy là một từ nhạt có thể có ba từ trái nghĩa. Đó là từ mặn, từ ngọt và từ đậm. Tiếp theo, từ tươi. Các em thử tìm cho cô xem những từ trái nghĩa với từ tươi nào. Từ tươi, trái nghĩa là khô. Ở đây có nghĩa là củi tươi và củi khô đó các em. Hay tươi có thể trái nghĩa với ươn. Ví dụ như ta nói là cá tươi và cá ươn. Từ tươi còn có thể trái nghĩa với từ héo. Ví dụ như là hoa tươi và hoa héo. Từ tươi có thể trái nghĩa với từ buồn. Ví dụ như là vẻ mặt tươi và vẻ mặt buồn. Và từ tươi còn có thể trái nghĩa với từ ôi nữa các em. Vậy các em thấy từ trái nghĩa tươi, từ tươi có thể có rất nhiều từ trái nghĩa. Vậy cô đã ôn lại cho các em những kiến thức cơ bản về từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa. Các em lưu ý học thuộc ghi nhớ cho cô nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang vận dụng thực hành để làm các bài tập. Trong quá trình học, các em đã được làm rất nhiều dạng bài tập. Nhưng có một số cái dạng tiêu biểu mà ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em. Những cái dạng bài tập thường gặp nhất. Dạng thứ nhất, đó là thay thế từ. Dạng thứ hai, xếp từ theo nhóm nghĩa. Dạng thứ ba, điền từ. Dạng thứ tư, điền vế câu có từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa. Dạng thứ năm, tìm từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa trong câu văn, đoạn văn. Vậy các em thấy đây là năm dạng bài tập chúng ta thường gặp. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng dạng bài một nhé các em. Trước hết, bài tập số 1, các em đọc kỹ yêu cầu bài tập số 1 cho cô đi nào. Thay thế những từ được gạch dưới bằng các từ đồng nghĩa để nghĩa của câu không thay đổi. A. Lớp em có 3 bạn nam và 4 bạn nữ được tham gia đội văn nghệ. B. Các bác sĩ ở đây luôn quan tâm chăm sóc bệnh nhân. C. Bà em rất cưng các cháu. D. Hàng tháng chúng tôi vẫn đi xe đò về thăm ba má. Vậy bất cứ một bài tập nào, ở môn học nào, bước đầu tiên các em cũng cần phải đọc kỹ yêu cầu cho cô. Và chúng ta xác định xem bài tập yêu cầu mình gì. Đối với bài tập này, yêu cầu chúng ta thay thế từ được gạch dưới bằng các từ đồng nghĩa để nghĩa của câu không thay đổi. Bước đầu tiên, các em xác định cho cô những từ nào là từ được gạch chân trong bài tập này. Ở câu A, từ nam và từ nữ được gạch chân. Ở câu B, từ bệnh nhân. Ở câu C, từ cưng. Và câu D, từ xe đò và ba má. Bây giờ chúng ta suy nghĩ và tìm cho cô từ trái nghĩa với từ nam và từ nữ ở câu A các em nhé. Các em đã tìm được chưa? Từ nam ta có thể thay thế bằng từ trai. Từ nữ ta có thể thay thế bằng từ gái.
Vậy chúng ta có câu lớp em có 3 bạn trai và 4 bạn gái được tham gia đội văn nghệ. Các em thấy nghĩa của câu vẫn được đảm bảo, không có sự thay đổi về nghĩa. Tiếp tục chúng ta sẽ sang câu B. Từ bệnh nhân, các em suy nghĩ và tìm cho cô từ đồng nghĩa với từ bệnh nhân nào? À, từ bệnh nhân mình có thể thay thế bằng từ người bệnh. Các bác sĩ ở đây luôn quan tâm chăm sóc người bệnh. Vậy chúng ta thấy khi mình thay thế từ bệnh nhân bằng từ người bệnh thì nghĩa của câu vẫn không thay đổi. Sang câu C, bà em rất cưng các cháu. Từ cưng này mình có thể thay thế được bằng từ nào các em? À, từ cưng mình có thể thay thế được bằng từ chiều. Bà em rất chiều các cháu. Còn câu D, từ xe đò và từ ba má mình thay thế được bằng từ nào nhỉ? Từ xe đò chúng ta có thể thay thế được bằng từ xe khách. Từ ba má chúng ta có thể thay thế bằng từ bố mẹ. Vậy các em đã vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Chúng ta thấy khi mình thay thế các từ được gạch dưới bằng các từ đồng nghĩa thì nghĩa của câu vẫn không thay đổi, phải không các em? Chúng ta tiếp tục sang dạng bài tập thứ 2. Bài tập thứ 2, gạch dưới các từ đồng nghĩa trong đoạn thơ sau. Bài tập này yêu cầu ở các em như thế nào đây? À, bài tập này yêu cầu các em gạch dưới từ đồng nghĩa trong đoạn thơ. Các em đọc kỹ cho cô đoạn thơ nào. Mình về với bác đường xuôi, thưa dùm Việt Bắc không nguôi nhớ người. Nhớ ông cụ mắt sáng ngời, áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường. Đây là những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu. Vậy các em đọc thật kỹ, suy nghĩ và tìm cho cô những từ đồng nghĩa trong đoạn thơ này nhé. Các em đã tìm được chưa? Vậy trong đoạn thơ này chúng ta thấy có những từ đồng nghĩa, từ bác, từ người và từ ông cụ là những từ đồng nghĩa. Các em thấy từ bác, từ người, từ ông cụ, các em có biết vì sao lại được viết hoa trong cái đoạn thơ này không? À, từ bác, từ người, từ ông cụ đều nói về Bác Hồ kính yêu của chúng ta đấy. Và những từ bác, từ người, từ ông cụ được viết hoa là thể hiện cái thái độ kính trọng đối với bác, các em nhé. Vậy chúng ta đã vừa ôn lại cái dạng bài thứ 2. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái dạng bài thứ 3 các em nhỉ. Các em đọc kỹ cho cô yêu cầu của bài tập. Điền cặp từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống để có câu thành ngữ, tục ngữ. Bài tập này yêu cầu các em điền cặp từ trái nghĩa vào chỗ trống để có câu thành ngữ và tục ngữ. Chúng ta có những câu tục ngữ đi chấm chấm, về chấm chấm, sáng chấm chấm, chiều chấm chấm, kẻ chấm chấm, người chấm chấm, đất chấm chấm, trời chấm chấm, chân chấm chấm, đá chấm chấm, nói chấm chấm, quên chấm chấm.
Vậy bây giờ chúng ta suy nghĩ và tìm những cặp từ trái nghĩa để điền vào những câu thành ngữ tục ngữ này các em nhé. Ở câu thứ nhất, ta có thể điền được cặp từ trái nghĩa ngược và xuôi. Ta có câu thành ngữ đi ngược về xuôi. Ở câu thứ hai, ta có thể điền được cặp từ nắng và mưa. Ta có câu sáng nắng chiều mưa. Ở câu thứ ba, ta có thể điền được cặp từ trái nghĩa khóc cười. Kẻ khóc, người cười. Ở câu thứ tư, ta có thể điền được cặp từ trái nghĩa thấp và cao. Đất thấp, trời cao. Ở câu thứ năm, ta có thể điền được cặp từ cứng và mềm. Chân cứng đá mềm. Ở câu tiếp theo, ta có thể điền được cặp từ trái nghĩa trước và sau. Vậy các em thấy đối với dạng bài tập thứ ba này yêu cầu các em điền cặp từ trái nghĩa, các em đã điền được rồi phải không? Vậy những cặp từ trái nghĩa này tạo cái sự tương phản trong câu, giúp cho câu rõ ý hơn các em nhé. Tiếp theo, ta sang cái dạng bài thứ tư. Xếp các từ dưới đây thành những nhóm từ đồng nghĩa và chỉ ra nghĩa chung của mỗi nhóm từ. Các em đọc thật kỹ yêu cầu của bài tập số 4 đi nào. Vậy bài tập số 4 yêu cầu các em xếp các từ thành nhóm từ đồng nghĩa và chỉ ra nghĩa chung của mỗi nhóm từ. Các em thấy bài này gồm có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là các em phải xếp các từ thành nhóm từ đồng nghĩa. Và bước thứ hai, các em phải chỉ ra nghĩa chung được của mỗi nhóm từ. Vậy những từ bài tập cho chúng ta đó là những từ nào đây? Từ đi, từ xấu, nhảy, trẻ em, tồi tệ, chạy, trẻ thơ, xấu xa, trẻ con. Các em suy nghĩ và tìm cho cô những từ đồng nghĩa, sau đó các em xếp vào từng nhóm nhé. Vậy chúng ta thấy gồm có 3 nhóm. Nhóm thứ nhất, chúng ta có thể xếp được những từ đó là từ đi, chạy, nhảy. Nhóm thứ hai, chúng ta xếp được những từ nào các em nhỉ? Từ trẻ em, trẻ thơ. Nhóm thứ ba, ta có thể xếp được những từ từ xấu, xấu xa, tồi tệ. Vậy các em thử suy nghĩ xem, nghĩa chung của nhóm thứ nhất là gì? Những từ đi, chạy, nhảy, nghĩa chung của nó là hoạt động rời chỗ. Thế còn nhóm thứ hai, các em có chỉ ra được nghĩa chung không nào? Ở nhóm thứ hai, nghĩa chung đó là ở độ tuổi nhỏ. Các em suy nghĩ và tìm tiếp nghĩa chung của nhóm thứ ba nào.
Vậy nghĩa chung của nhóm thứ ba là chỉ tính chất xấu. Các em đọc kỹ lại cho cô những từ trong từng nhóm và cho cô biết nhóm nào có từ đồng nghĩa hoàn toàn và những nhóm nào là từ đồng nghĩa không hoàn toàn các em nhé. Ở nhóm 1 có từ đi, chạy và nhảy. Vậy những từ này là những từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Nhóm 2, từ trẻ em, trẻ thơ. Vậy hai từ này là từ đồng nghĩa hoàn toàn các em ạ. Thế còn ở nhóm thứ 3, xấu, xấu xa, tồi tệ. Ba từ này là những từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Vậy khi sử dụng những từ đồng nghĩa hoàn toàn thì ta có thể thay thế cho nhau được trong từng văn cảnh. Nhưng còn những từ đồng nghĩa không hoàn toàn, các em khi sử dụng cần phải lưu ý cho phù hợp với từng câu văn. Đây là cái lưu ý của cô sau cái bài tập số 4 này. Có những từ đồng nghĩa khi dùng cần lựa chọn cho phù hợp với sắc thái của câu nói, câu viết. Vậy vừa rồi cô đã ôn tập cho các em dạng bài thứ 4. Tiếp tục chúng ta sẽ sang dạng bài thứ 5 các em nhé. Các em đọc kỹ cho cô yêu cầu của bài thứ 5 nào. Viết tiếp vế câu thích hợp có chứa từ trái nghĩa với từ được gạch dưới. Đối với bài tập này, yêu cầu chúng ta là phải viết tiếp vế câu thích hợp và trong vế câu đó phải có chứa từ trái nghĩa với từ được gạch dưới. Câu A, món quà tặng nhỏ bé nhưng... Câu B, bạn Hòa cao nhất lớp em còn... Câu C, mới đầu thì chúng tôi cứ tưởng ngọn núi ở gần... Vậy các em cho cô biết ở vế thứ nhất, vế người ta đã cho biết có những từ nào là từ gạch dưới nào? Ở câu A có từ nhỏ bé, câu B có từ cao và câu C có từ gần. Vậy các em suy nghĩ và tìm cho cô những vế câu thích hợp và trong những vế câu này phải chứa những từ trái nghĩa với những từ gạch chân các em nhé. Các em làm bài đi nào. Trước hết, các em cần tìm cho cô từ trái nghĩa với từ nhỏ bé. Vậy theo các em, từ trái nghĩa với từ nhỏ bé là từ nào? À, từ trái nghĩa với từ nhỏ bé là từ to lớn. Vậy các em thử suy nghĩ xem chúng ta tìm vế câu nào để phù hợp với cái vế câu mà người ta đã cho trước. Vậy chúng ta có thể thêm vế câu ý nghĩa to lớn. Món quà tặng nhỏ bé nhưng ý nghĩa to lớn. Vậy từ to lớn trái nghĩa với từ nhỏ bé. Tiếp theo ở câu B, các em tìm cho cô những từ trái nghĩa với từ cao nào. Các em đã tìm được chưa? À, trái nghĩa với từ cao là từ thấp. Vậy các em suy nghĩ để tìm cho cô vế câu thích hợp với vế câu mà đề bài đã đưa ra. Bạn Hương thấp nhất lớp. Vậy ta đã có vế câu phù hợp với vế câu mà đề bài đã đưa ra. Bạn Hòa cao nhất lớp em, còn bạn Hương thấp nhất lớp. Thế còn câu C, các em đọc kỹ cho cô vế thứ nhất đi nào.
Mới đầu thì chúng tôi cứ tưởng ngọn núi ở gần. Vậy các em thấy trong vế này có từ gần được gạch dưới. Các em suy nghĩ và tìm cho cô từ trái nghĩa với từ gần. Chắc chắn từ trái nghĩa với từ gần là từ xa rồi phải không các em? Vậy các em suy nghĩ để tìm vế câu thích hợp với vế câu mà đề bài đã cho sẵn. Chúng ta đã tìm được cái vế câu phù hợp với vế câu đề bài đã cho sẵn. Nhưng hóa ra nó ở rất xa. Ta có một câu hoàn chỉnh. Mới đầu thì chúng tôi cứ tưởng ngọn núi ở gần. Nhưng hóa ra nó ở rất xa. Vậy chúng ta thấy có từ xa, trái nghĩa với từ gần. Vậy vừa rồi cô và các em đã ôn lại các dạng bài tập. 5 dạng bài tập tiêu biểu mà chúng ta đã được học trong quá trình học. Ngoài ra còn có rất nhiều những cái dạng bài khác. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm ở những tiết học sau các em nhé. Vậy vừa rồi cô đã ôn lại những cái kiến thức cơ bản cho các em về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và các dạng bài tập liên quan đến từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa. Sau tiết học ngày hôm nay, cô có một số lưu ý dặn dò các em. Sau tiết học này, các em nhớ về ôn lại cho cô những kiến thức mà chúng ta vừa ôn ngày hôm nay các em nhé. Và sau đó các em có thể tìm thêm các cặp từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa. Cuối cùng thì các em sẽ đọc thêm nhiều sách báo để làm giàu vốn từ cho bản thân. Bởi vì khi mình đã có một vốn từ rộng, mình sẽ tự tin trong giao tiếp, mình viết văn sẽ hay hơn, câu văn mình có ý hơn và phong phú hơn các em nhé. Vậy tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em cố gắng giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho những tiết học sau. Cô chào các em.